Hello, xin chào các bạn nào. Hôm nay mình sẽ chơi Shocking Tomb Hero Dark. Hôm nay mình sẽ chơi Super Angela. Let's go. Yeah, 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 yeah. Ow. Oh. Nên mình sẽ biết với lại Tomb Hero Dark các bạn nào. Ở đây xem thử nào. Bay luôn. Cười à? Phải cười đều vào con trai. Mày cười đều vào con lợn này. Chết mày nào. Hay da. Đấm té bay luôn. Chết mày nào. Ok, đi chúng ta đây nào. Dâu 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 đù gần chết. Ha ha ha. Thằng kia nó cười đều quá. Rồi. Lấy được qua chỗ đấy mới kinh. Khiên. Chết này nào. Chết đi con lợn này. Rồi, mình sang game tôi muốn tặng các bạn nhá.
Okay, à, ok. Xem con nào được nào. Rồi xì. Hai con Angela đi. Go. Boom. Rồi. Đổi cái mũ bảo hiểm lên nào. Bao quả pháo luôn này. Không để bỏ rơi gì được. Con xanh. Rồi, vào đây nào. Vẫn kịp né luôn. Alo, Michiku nó. À. Con taxi nó bị ảo à. Ok, lại một cái mũ. Ấy à, ăn trượt rồi. Chưa kịp ăn. Căng nhà là một cái mũ nữa. Hi, lên máy bay. Yeah, hết cái máy bay này rồi mình cũng sẽ kết thúc video nha. Xin chào các bạn nhá.
Rồi hết xăng rồi. Rồi mình kết thúc video này. Xin chào các bạn.